Thưa quý vị và các bạn, dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài cho tới khoảng ngày mùng 1 tháng 6. Sau đó từ khoảng tối và đêm ngày mùng 1 tháng 6 trở đi thì một đợt mưa rào và dông sẽ diễn ra rải rác trên diện rộng tại hầu khắp các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ. Dự báo đợt mưa này có thể kéo dài cho tới khoảng ngày mùng 7 tháng 6. Thời gian mưa diễn ra chủ yếu về đêm và gần sáng. Các khu vực mưa to chủ yếu tập trung tại các khu vực trung du và vùng núi. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 30 tháng 5. Khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 36 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rông, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh thành thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ở phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng với các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 32 độ. Có nơi trên 32 độ.